Yes, his day is day. Kung Fu Long. Và ngày này là bạn chiều là tụi con được bỏ con phổ lòng mà cứ chơi chơi đầm rô camera chơi đầm rô tụi sắp ý nhá nó cứ chiều là tụi con brand bỏ con phổ lòng sạch sạch đấy đã camera các bạn đã thu sắp các bạn rồi chốt bạn đầm lại về cứ pram riêng mà còn tạm lấy mũi pram riêng hai bên men to mới kiệt nè thế anh men to bây giờ tên nhà này tầm mũi nằm lại với pram riêng à này mình chết phòng bay riêng ok kỳ nướng chiên đọc riêng này phòng bay muốn đọc đọc bay riêng bay thành đọc riêng đong selfie mà đong thọt chô đạc chô tăng chắc các bạn ấy vừa này sẽ đạc tăng như thế này cầm bố với bây giờ đặt thì lời anh mới tiết cầm bố với cho chìa cầm bơ tắt cầm bơ tuông cầm bơ cầm bay cầm bơ tắt này bố đáy mà dùng đặt to nhé hay dùng đủ tên đủ nó mà tên máu cứ đam bay à thọt bông bông đè cột chưa chết thọt anh chẳng cần ai à, tình được máu làm bay thọt này đã camera thọt video thua video em xem xét nhé mà sẽ ha ai mà chốt này cứ tầm lại vé đọc riêng chẳng mà bạn ấy pram riêng hả anh ấy hả phòng bay riêng tiết cái làng ở phòng bay muốn đọc đọc bay riêng bay từng đọc riêng ok pi nữa à chương dương mơ chúng nó chỉ xe tiết đa mê nó không nó không có ọp nè nên là dân bảo có ọp nó ọp mà đã xa tại căn đại mình chính hiền nè nhé bảo 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 mà sáng đèn 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 bảo bảo mà miền ấy là ok anh ấy miền ấy tên miền đất đong một mũi để mà miền đong mũi miền đong đong từ rố tầm lại với pram đi ở đong này và nè nhé và tên đất đong ấy nhưng tầm lại với pram pram là mà dân đặt camera camera thông thông đặt chứ xuống nó dân mua mua cái chỗ nó xa đấy bằng cổ này xong tục con phù lòng và ok ok lấy chăm ở to từ tiết dân mà về này đó thầy mình đẹp lắm thọt đầy thêm đó hoặc là đã camera đã chơi nhìn đi thọt được bóng của mưa sáng yeah tính hai nè bọt bọt về sạc nó chưa chân nữa nè anh ấy xâm rạp ở dưỡng đặt trụ sạp đặt sổ trụ sạp cho không ngừng mà sổ thu sập hay nhưng mẹ tê lên chỉ
ទៅលើបញ្ជាសុំចាំផ្លេតអូខេមើលទៅលើបញ្ជាចាក់ផ្សេងសិនមកនេះអានេះមានប្រើប្រភេទ iOS និង Android បាទនេះ iOS និង Android iOS iPhone អីហ្នឹងណា iOS និង Android នេះនេះគឺយើងបញ្ជាពីចម្ងាយបាទគឺយើងបញ្ជានៅពេលដែលយើងដាក់ឈរបានវាយើងបញ្ជាថតពីចម្ងាយបាទគឺងាយស្រួលតែម្ដងអត់បាច់ចាំកាន់ដៃទេគឺយើងបញ្ជាពីចម្ងាយថតយើងពេលយើងឈរថតយើងអាចឈរពីចម្ងាយទេយើងចុចបញ្ជាវាទៅបាទអូខេឥឡូវយើងមើលអាតួវែងម្ដងហើយវាមានក្រដាស់មួយសម្រាប់ជាការណែនាំโอเคអាក្រែងនេះគេដាក់ easy to set up easy to use បានន័យថាងាយស្រួលតឡើងវាហើយក៏ងាយស្រួលប្រើប្រាស់វាដែរគេមាន step 1 step 2 step 3 okay step 1គឺ pairing រៀបចំវាមក open app step 2គឺ open app បានន័យថាបើក app វាណា application មានមកកាមេរ៉ាស្អីចាប់ហើយ step 3shooting មកថាថតវាទៅចំណុចទី3គឺចាប់ផ្ដើមចុចថតយកតែម្ដងទៅបាទហើយមានការណែនាំផ្សេងៗទៀតក្នុងនោះ turn on the shutter by switching okay អានេះការណែនាំមួយគេងាយស្រួលប្រើទេបងប្អូនងាយស្រួលគេវាដាក់ for android for ios ចូលអញ្ចឹងបងប្អូនឲ្យដាក់ថតតែម្ដងដែរអូខេនេះបាទនេះអូខេឥឡូវខ្ញុំសូកនេះមកនេះក៏យើងអាចសូកវាបានអូខេអូតោះហើយយ៉ាងសូចអញ្ចឹងគឺថតអាកាដែរអូខេនេះគេមានប្លោះសូចមួយទៀតហ្នឹងសូចមួយអូខេថតដៃមួយហៀងមួយបានតែបងប្អូនណាហើយដល់សើចច្បាស់សិនកាមេរ៉ាអនអនយ៉ាងហ្នឹងណាចាំបងប្អូនអូខេអូខេយើងដាក់ជើងមកយើងកាន់ថតណែអូខេកាន់ថតអញ្ចឹងកាន់ថតយ៉ាងឯងនេះស្រួលមែនតើបាទគេចង់បានអត់ចង់បានទេអាតឹមទាញឲ្យមើលឯងបងប្អូនណានេះអាតឹមទាញឲ្យមើលគឺយើងដាក់ពីលើគ្នាចានេះដាក់ពីលើទៅណាដាក់ចំណៃមកមកវាឈរមកហើយយើងទាញឲ្យនេះឡើងលើអូខេនេះគឺជាតែលេងជារបស់វាបើមើលឃើញទេតែលេងជាគឺបានន័យថាយើងប្រើតាមយើងបាក់ទូទូមកគឺយើងជាបានគឺយើងជាតាមតែលេងហ្នឹងណាបើខ្ញុំចង់បង្ហាញអានេះយើងដកទៅ
Okay, get ready now.